I'm looking forward to see you again. Nhưng đăng ấy biết thả look forward to cứ dùng pra chỉ môi ở vầy pra chỉ môi thu infinitive rứ có pra chỉ môi chờ rằng ở đây này tạo khả ai sinh chân kịch màn tệ tứ hực chống có thuộc bằng hai pra bằng pi ca pra pra nơi clear tha look forward to đây. Chân này tao không thể ai kết mơ thả cả lại nát khó. Chân, chúng ta đây khó cứ si nè. Ok, à thở đặt si gì, thu si gì, cứ thở đặt thả si in. Để xa ta xâm nông và dốt. Cái bằng hai prap thả look forward to doing some thing. Rồng bấm thả nằng thua ở bầy mũi này. Chẳng như bộ phê mất bởi dụ nâng kê thạ thà nhóm nâng rộng bưng thà chụp nẹ nông phê chạp chạp nì. Chẳng như đạn thà si ý nghe. Chẳng như đây. Ok. Nên cứ thầm thầy chẳng khó thoa ngập bị thà si nè chẳng đạn ing mà. Thì bì, I have much success for finding a job. Nhóm men ca nhóm tụ ban chụp chơi tràn xâm rạp ca ở đợt ca nghệ thư chẳng cả lại nát khó xâm rạp nẹ tăng ọc nế khi chấm nội đẹp khó nâng cư vẹp bọn tình nâng ca pra pra nâu bịa tha sập xẻ và sập xẻ sập xít cư chìa vớp sập xẻ cư chìa náo sập xẻ phú chìa ết chìa chiếu. Successfully cứ chia cốn kệ để giả sạp. Còn bản ta đến cái phần nào ông thử nè. Để sao ta đến kệ kệ giả sạp. I have much success. Bản ta ở đây để khó nâng cư. Khó thoáng tha đạt preposition for nè. Ok, yeah đưa nè. Cho thử đạt for thì cái phần mùi in. Succeed in doing something. Success in doing something. Cho những phần bị in mà chạm thành nòng bây giờ nó cứ success in doing something từ tu ban chụp chạy được cả chụp chạy nòng này ở bảy mươi nòng cá thừa bảy mươi chân cay lục anh ấy ok đã in mà nè lấy bảy number three she met Ratana three years before nếu ban chụp Ratana bảy năm bị mồn. Chẳng như phở biết before thử ấy. Những kết tính mới thử ấy. Ba thử ấy chắc khó hỏi. Chẳng như đã thả ago vậy. Những phở biết ago bằng hành phi. Và vậy đây còn lo phót từ hồi. Và nếu bạn chua bà rạch tình ác bây chân em còn lo từ. Chẳng a time expression ago nâng bằng hành nhầm phi. Past simple. Khi bà này không past simple. Và vậy đây chia tay tất cả là. Chẳng lúc before chứ đại phở before ấy, cái phở biệt ago. Thank you. I really enjoy myself. Trong bất chế thì đi sợ bài chất đó nè. Ok, anh ấy có xong nông bây giờ mới đại enjoy myself. Enjoy myself. Ok, dừng giấy giấy cho mọi người mà. Bùa enjoy, enjoy chia transfer vượt. Và chẳng hạn nó khó hả mọi người nói lịch buồn đó.
cứ call thank you nè. Ở miền đại hề đại khoi vì vua và sau miền du chân ở thời đại thì chân lục ai cháu đó cái delete ai no ai và sân mà tên giờ tế nhưng ai và sân mà tên miền ai ắt miền du thì và sân ba miền du về thời đại ắt ai cái tên su tên du đó thế rồi và sân mà tên tế miền ai mà chậm nói nè thời còn chậm nào chân Number 5. It is a 5 months course. We cứ chia vẽ sọc xa đai chậm nai pê pram khai. Vẽ sọc xa mũi đai chậm nai pê pram khai. Mũi nó cứ à kho nó ấy. Và vẽ sọc xa phần này ấy, phần này lụa, phần này điên phía sang lê tam online. Khi chân chậm nói đại khó cư này, đại này. Cả nà bà chùm nuôn hình chân bà pram tháng ngày, vì tháng ngày pram sắp vật đá, pram khai chân kia đại thế. Cả nà bà dược viên mặt phương chỉ côn ở niềm. Nên bị modify à nè. Khi chân ở đại thế nè, lục S chào là cái delete S. Without S. Cả nà bà lược viên giờ mặt phương chỉ côn ở niềm. Rồi bỏ nào nâng. Lấy bà muối. What's the difference? Cái này nó khó mùa nè. Và chẳng ở thử đã năng thế. That difference noun vinh. Cái difference noun. Anh ấy cứ noun. Anh ấy adjective chẳng vì mình ai thả adjective chẳng ấy. Chẳng vì thả adjective noun. Ok, lên bà. Today morning I woke up late. Ok. Nếu bật ngay lên chẳng ấy, ai vụt áp trong nhẹ nâng cư, mình mẹ khao quá nâng, nhẹ nâng cư bao phần nệt, dù lấy, và nhẹ bị kì. Tại vì khao cư khao bị đầm nệt, cư dương phở bị ta ghét áp. Chẳng khó hả nê, thở đạt thủ đế để dựng đạt thả this. This morning, nếu bật nê, trong nhẹ bị bật. Bà nhạc bị kê dứt dài. The last. Did you went to my wedding? Ta nè bàn tới chô rung bị thi mẹn cô ca đã bọc nhóm tế. Chân khó thoáng phở nè. Kẻ sạp nè cứ mình mẹn phở kẻ sạp tung tỷ bi tế. Kẻ sạp tung tỷ mùi ca nè bà dương pra viên được nông xùm nua nè. Xùm nua ấy kế xùm nua bạp. Pass simple. Ok. Cho dựng đặt thà go win. Chân phở kẻ sạp đàm. Ok. Phở kẻ sạp đàm được nông xùm nua. Rứa con được nông bạc để xài. Đại pra được nông pass simple. Và bây giờ mà bây giờ sớp. Bạn dựng phở kẻ sạp tôn tỷ bi bàn ổng mà thà. I went to school dân tớ. I went to school, ok? Ok, school. Nè, đây bạn phở kìa sắp tung tùy bì. Ok, chân sở lọc bảo bình cũng hot. Tí mùi, looking forward to seeing. Ok, seeing. Success in. Nè, phở mùi, bạn phở before, nè phở go. Đấy là đại thế, để xa ta bốc cho mùi dũ nè. Anh ấy khó, anh ấy đại thế, để xa ta prai chỉ côn ở niềm. Anh ấy đã nào với mình, anh ấy chỉ tiêu về. Phép khó play bị khả nè, what's the difference? Ta miền là vây để khó play bị khả nè. Phép khó play bị khả nè. This morning, anh đã today đi. Anh ấy còn chẳng đấy, đã go away. Ok. Chào bà bà năng phẹo phòng thần năng ca bằng 2 video mới nét thật can nẹ tạo khả nè hãy complete chùi like, chùi share.